Chào tất cả các bạn, sau đây em xin trả bài phần gặp mục tiêu buổi tiếp theo. Đầu tiên là phần ngữ âm. When dear plan to retire by the end of next year. Phần ngữ điều ở dạng một câu hỏi là dạng WH question ở dạng 40. Nó gọi là statement, nó gọi là 40. When plan retire, gọi là hiện tại. And next year, phần luyện và câu hỏi cũng có luyện và cái lời chúng ta có end of next year. Phát là when they plan to retire, when they plan to retire by the end of next year, by the end of next year, when they plan to retire by the end of next year. Who knows how to use this computer program. Lee can show you how to use this. Phần ngữ điệu ở câu hỏi về dạng WH question điều là write 40. Câu trả lời là statement người ta là 40. Tôi nhận vào who knows how to use computer program. Câu trả lời là nhận vào Lee show how to use phần luyện. Các câu hỏi không còn luyện và đôi chúng ta có uses. Câu này được phải là who know how to use this computer program? Who know how to use this computer program? Lee can show you how to use this. Lee can show you how to use this. Who knows how to use this computer program? We can show you how to use this. Đó là ví dụ thứ ba. Đầu tiên đó là phần ngữ âm. What, dear, think of the job applicants not one earth term is qualified for their job. Phần ngữ điệu câu hỏi dạng WH question ngữ điệu là 40. Câu trả lời là statement ngữ điệu là 40. Ở câu hỏi chúng ta nhận vào what thing job applicants. Câu trả lời là nhận vào not them qualified job. Ở phần luyện câu hỏi nó có thinker shop applicant. Rồi câu trả lời chúng ta có one of them is. Câu này được phải là what's the thinker to shop applicants. Not one of them is qualified for the job.
Not one of them is qualified for the job. What's their thinker, the job Pelicans? What's their thinker, the job Pelican? Not one of them is qualified for the job. Chúng ta qua ví dụ thứ tư đầu tiên ở phần âm. Dear, dear, want, want, test, 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 send, send, to, to, your, home, home, or, office, office, please. Send it to my office. Và phần ngữ điệu. Và đây là dạng câu hỏi or question. Ngữ điệu về trước là rising, phía sau là falling. Và câu trả lời là ra statement, nghĩa là falling. Và câu hỏi chúng ta nhấn vào. One, send, home, office. Câu trả lời chúng ta nhấn vào. Send, office. Câu hỏi chúng ta có lẽ là home more office. Và câu trả lời chúng ta có send it. Câu trả lời là they want to send to the home more office. You want to send to your home or office? Please send it to my office. You want to send to your home or office? Please send it to my office. Câu hỏi thứ năm. Đầu tiên đó là phần từ âm. Should we send this by registered mail. Yes, that's a good idea. Ở phần ngữ điệu ở đây là dạng câu hỏi general question, ngữ điệu là rising, câu trả lời là the statement, ngữ điệu là falling. Ở câu hỏi chúng ta nhấn vào should send registered mail. Ở câu trả lời chúng ta nhấn vào yes good idea. Và phần luyện nó tôi có that's a good idea. Đã có thể phải là should we send this by registered mail. Yes, that's a good idea. Yes, that's a good idea. Should we send this registered mail? Yes, that's a good idea. Câu hỏi thứ sáu. Đầu tiên là phần âm. Wide. Does this photocopy machine keep breaking down is a very old machine.
ở phần ngược điều ở đây là dạng WH question, ngược điều là folding, và câu trả lời là dạng statement, ngược điều là folding. Nhận ra như vậy. Why photocopy photocopy machine key breaking down down. Và câu trả lời chúng ta như vậy. Old machine. Ở nhận chúng ta có is. Câu này phải là why the photocopy machine keep breaking down? Why does it photocopy machine keep breaking down? Why does it photocopy machine breaking down? Why does it photocopy machine keep breaking down? It's a very old machine. It's a very old machine. Why does it photocopy machine keep breaking down? It's a very old machine. Có ví dụ thứ bảy. Có phần âm. Is. There. Good. Place. Turn. Is. Lunch. Nearby. There's. Sandwich. Shop. On. The. Corner. Ở dạng và phân ngữ điều. Đây là ở dạng câu hỏi. Set no question. Ngữ điều là rising. Ở câu trả lời là ở dạng statement. Ngữ điều là falling. Ở nhìn chúng ta có nhìn vào. Good. Place. Eat. Lunch. Nearby. Ở câu trả lời chúng ta nhìn vào. Sandwich. Shop. Corner. Ở phần thì nó có there. Ở đây chúng có there. Sharp palm. Câu này thì phải là Is there a good place to eat lunch nearby? There's a sandwich shop on the corner. Is there a good place to eat lunch nearby? There's a sandwich shop on the corner. Is there a good place to eat lunch nearby? There's a sandwich shop on the corner.